Rồi, chào các bạn. Trên tay mình đây tiếp tục là mình mua hai cái camera Yoshi Q42 Pro của một shop trên mạng, và mình thấy là mình mua ở shop này thì nó tốt hơn những shop khác về sản phẩm, chất lượng sản phẩm cũng như là cách đóng gói và cả về cái cách mà chăm sóc cái người mua nha. Và đây các bạn, hai camera Q42 Pro được bỏ trong cái hộp như thế này. Và đây là một chiếc đầu tiên, chiếc camera Q42 đầu tiên của mình đây. Và tiếp theo đó là chiếc camera Q42 thứ hai. Q4 xin lỗi các bạn, đây là Q42 Pro nha. Sản phẩm này đang có giá rất tốt, các bạn nên mua vì thứ kèm vì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn Q42. Cái từ cái khả năng góc rộng của cái cam cũng như là độ nét nó sẽ cải thiện hơn rõ rệt. Mình có dùng Q42 và Q42 Pro thì mình thấy đúng chính xác là cái mẫu camera Q42 Pro này nó cho chất lượng tốt hơn hẳn so với cái Q42 nha. Và đây, trong một hộp thì shop đã tặng kèm, đã đính kèm theo cái QR để mà có cả cái video để mà xem cái video hướng dẫn lắp đặt luôn. Shop chu đáo và cả cái số điện thoại và cái thông tin liên lạc, cái độ uy tín của shop này nha các bạn. Hôm trước mình mua một shop camera kia thì cái cung cách phục vụ khách hàng của họ thì mình thấy không tốt, và cái chế độ bảo hành của họ thì thực sự là nó cũng rất là chán các bạn. Nhưng cái shop này thì hôm trước mình mua đã một lần rồi, và mình cũng đã có video trên tay giới thiệu, và bây giờ tiếp tục mình đặt tiếp hai cái nữa. Và đây, đây là cái thẻ nhớ của chúng ta. Thẻ nhớ này là dành cho của Yoshi luôn, và dành 60T dành cho chuyên cho camera nha. Các bạn thấy cái chất lượng, mình khuyên các bạn nên mua là mua cái loại thẻ nhớ màu đỏ này của Yoshi này, nó sẽ chất lượng hơn. Đừng có mua mấy cái mẫu thẻ nhớ màu xanh, mình theo cảm quan của mình thì cái mẫu thẻ nhớ nó không bằng cái mẫu thẻ nhớ màu đỏ này. Vì mình dùng thẻ nhớ màu xanh thì mình bị lỗi hai lần, một cái bị lỗi và mình format được, còn một cái bị lỗi cùng thẻ nhớ Yoshi màu xanh và mình format không được và nó bị hư luôn. Ở đây thì khi mà các bạn mua với cái kèm thẻ nhớ 64 GB sẽ được shop tặng thêm một cái cọng dây như thế này nha. Cọng dây này thì dài 5 m, cọng dây này có giá mình thấy chắc thì nó tầm hơn 50k khuyến mãi rồi. Thì cọng dây này cũng chất lượng lắm, nó được bọc lớp bìa PVC bên ngoài và để cách điện cách nhiệt. Và ở đây mình có cái rắc cắm cũng như là cái chỗ fit để mà lấy điện đây. Thì nếu mà các bạn bắt thủ công thì chỉ cần các bạn sớm hoặc cắp cái dây này thì các bạn hoàn toàn có thể cắm vào ổ cắm ở nhà để mà bắt camera được, không cần phải chuyên nghiệp thì cỡ này là được rồi. Kèm thêm một cái máy để mà bắn vít để mà cố định cái máy cái camera lên tường hoặc là lên trần nhà nó được các bạn. Ở đây cũng tương tự như cái lần trước mình mở hộp thôi, và đây là cái đinh vít các kiểu. Và đây là cục sạc của mình. Cục sạc này thì màu trắng của Made in China thôi, cục ngạc 2A 12V đầu ra và 2 A nha. Cục sạc này thì khi các bạn lắp thì mình khuyên các bạn nên lắp như kiểu như này, lắp từ trên xuống này để nước mưa nó sẽ chảy xuống theo hướng xuống nha các bạn, không bị nó không có chui vào và làm hư cục sạc nha. Đây, sạc bình thường thôi. Và đây cái camera Q42 Pro của mình đây. Đấy, camera này quan sát được ban đêm, hai mắt, mắt trên cố định, mắt dưới xoay được nha, xoay được bình thường, xoay 365 độ các bạn, gần như 66 độ thôi. Camera này thì có độ phân giải là 8 megapixel đây, và hai anten bắt wifi. Trên này phiên bản cải tiến của Q42 vừa rồi so với 42 là có thêm cái đèn màu đỏ nữa này. Cái độ nét của cái camera này sẽ tốt hơn, cái cam này sẽ có độ nét tốt hơn các bạn, quan sát tốt hơn, và cái lượng đèn led bạn thấy là nó nhiều hơn, lượng đèn led nó sẽ nhiều hơn để mà quan sát tốt hơn nha. Đó, đằng sau này thì cũng
Đây thì cũng rắc cắm, rắc nguồn, rắc nút reset và cũng như là nút để liên kết với mạng LAN. Và kèm theo những cái phụ kiện. Cũng như là ở đây thì shop họ in luôn cho mình. Yoshi họ sẽ cấp cho mình một cái giấy in màu để mà hướng dẫn lắp đặt như thế này luôn. Tiện các bạn, mua về các bạn chỉ cần đọc và tự lắp đặt được mà không cần phải thuê thợ. Bây giờ thuê thợ tới là tốn tiền lắm các bạn. Nên việc nếu mà các bạn tự lắp được thì nó sẽ đỡ tốn cái khoản này hơn. Mình thì mình chỉ tự lắp thôi, không có cần phải thợ thay hết. Mấy cái này mà tự lắp. Và mình cũng nói với các bạn là mình cũng đi lắp cho người thân nữa các bạn. Người thân nhờ lắp nên mình cũng đi lắp cho người thân. Vì vậy nên tại sao mình lại mua cái số lượng camera Yoshi nhiều như vậy. Và mình thấy là cái shop này thì bán hàng rất là được nên mình đã quyết định là tiếp tục mua ở cái shop này. Hôm trước mua shop kia thì thấy sản phẩm không ok lắm nên mình là không quyết định là không mua nha. À mình biết là mình không quay lại mua nữa. Cái shop uy tín thì nên mua và mình cũng muốn giới thiệu về đây các bạn là để lựa chọn nó. Các bạn xem video đừng quên nhấn kênh, nhấn nút like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Nơi mua sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nha các bạn. Và đây thì cũng tiếp tục một mẫu camera ngoài trời cũng V42 Pro luôn và cũng tương tự luôn các bạn. Shop giao đầy đủ tất cả mọi thứ cũng như là thì nhớ 64GB bình thường nha. Thì nhớ với 64GB này các bạn lưu phải được là phải gần nửa tháng nha các bạn. Nó sẽ đó là quay toàn thời gian luôn các bạn ơi. Và kết thúc. Cảm ơn các bạn.